Thưa quý khán giả, đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào đợt triều cường đầu tháng 2 âm lịch, kéo theo độ mặn trên các sông cũng tăng cao và nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng. Tại cống Xuân Hòa trên sông Tiền, tỉnh Tiền Giang, mặn đo được đã lên tới gần 7 gram trên lít, cao hơn gấp đôi so với trung bình nhiều năm. Còn tại Vũng Liêm, trên sông Cổ Chiên, độ mặn cũng lên gần 6 gram trên lít. Dự báo độ mặn 2 ngày tới có thể lên tới 7 đến 7,5 gram trên lít, tức là độ mặn rất cao, hầu hết cây trồng không thể chịu đựng được. Không chỉ độ mặn tăng cao mà nước mặn cũng lấn sâu vào trong nội đồng. Dự báo đợt xâm nhập mặn này sẽ kéo dài đến ngày 15 tháng 3 và đỉnh điểm là từ nay đến ngày 13 tháng 3. Mặn đã lấn sâu vào các cửa sông. Dự báo là có hàng ngàn hộ dân sẽ bị thiếu nước sinh hoạt hoặc phải sử dụng nước nhiễm mặn. Gay gắt nhất là tại tỉnh Cà Mau, từ trước Tết Nguyên Đán cho tới nay, nước ngọt dự trữ đã cạn kiệt. Đến nay thì tình trạng này ngày một trầm trọng hơn. Theo ngành nông nghiệp tỉnh Cà Mau, trên địa bàn hiện có hơn 3.700 hộ dân thiếu nước ngọt sinh hoạt. Bà con phải đổi nước với giá cao để sử dụng. Còn tại tỉnh Tiền Giang có khoảng 3.000 hộ dân ở các huyện Gò Công Đông, Tân Phú Đông cần hỗ trợ nước ngọt. Riêng tại Bến Tre, một số khu vực vùng sâu, khu vực ven biển, người dân cũng rơi vào cảnh thiếu nước ngọt. Theo dự báo của các đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong tháng 3 này sẽ xuất hiện hai đợt hạn mặn khốc liệt. Số hộ dân đứng trước nguy cơ thiếu nước ngọt sinh hoạt sẽ còn tăng cao. Trước những khó khăn của hàng chục ngàn hộ dân về nước ngọt sinh hoạt, các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long đã đưa ra những giải pháp cấp thiết, kể cả giải pháp về công trình và kiến nghị cấp vốn để đảm bảo cho người dân dùng hạn mặn có đủ nước sinh hoạt và sản xuất. Tại Cà Mau, ngành nông nghiệp kiến nghị cấp 39 tỷ ngân sách để kéo mới đường ống, cấp bồn chứa nước cho các hộ dân khó khăn, nâng công suất các trạm cấp nước để phục vụ nước sinh hoạt cho người dân. Bắt đầu từ tuần này, địa phương sẽ huy động lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân cùng tham gia lắp đường ống, vận chuyển nước cấp cho người dân các khu vực khó khăn. Còn tại Tiền Giang, địa phương này đã mở 28 giòi nước công cộng để cấp nước miễn phí cho người dân các khu vực thiếu nước ngọt, mở 12 giếng khoan dự phòng và vận hành một số trạm bơm để cung cấp nước thô cho các nhà máy. Theo kế hoạch, địa phương sẽ tiếp tục mở hơn 50 giòi nước công cộng để đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho nhân dân. Số giòi nước sẽ tiếp tục được mở theo nhu cầu thực tế nếu hạn mặn tiếp tục diễn ra khốc liệt. Ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre cũng đã chỉ đạo các nhà máy nước vận hành, các trạm bơm dự phòng, nâng công suất cấp nước, tăng cường vận chuyển nước từ các nhà máy chưa nhiễm mặn, hỗ trợ các nhà máy đã bị nhiễm mặn, đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho bà con. Với nhiều giải pháp đồng bộ cấp nước ngọt sinh hoạt cho người dân, các địa phương đồng bằng sông Cửu Long kỳ vọng sẽ kéo giảm đáng kể tình trạng người dân thiếu nước ngọt sinh hoạt trong mùa khô năm nay. Xin được cảm ơn anh Diệp Phong. Và để chủ động trước hạn mặn, thì nhiều người dân đã thủ sẵn trong nhà một chiếc bút đo độ mặn như thế này. Giá của chiếc bút này dao động từ 200.000 cho đến khoảng 1 triệu đồng tùy loại. Trong đó, khu vực chuyên trồng hoa kiển và cây giống Chợ Lách của tỉnh Bến Tre là nơi có nhiều người tìm mua bút đo độ mặn nhất. Bà con cho biết được chính quyền địa phương khuyến cáo là đo nồng độ mặn trước khi lấy nước tưới tiêu. Dù mỗi ấp đều đã được cấp máy đo chuyên dùng, nhưng mà các hộ gia đình vẫn tìm mua riêng cho mình một chiếc bút để tiện kiểm tra khi cần. Khuyến cáo của ngành chức năng tỉnh Bến Tre, chỉ khi độ mặn trên sông dưới 4 phần ngàn, bà con mới được lấy nước để tưới cho hoa kiển và cây giống. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Những ngày qua, Đồng Tháp và nhiều địa phương trên cả nước ghi nhận đợt nắng nóng kéo dài trên diện rộng. Yếu tố thời tiết này đang là một trong những tác nhân khiến nhiều đối tượng dễ mắc các bệnh lý khác nhau. Trong đó, người cao tuổi và trẻ nhỏ là hai đối tượng có tỷ lệ nhập viện tăng cao. Tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, lượng bệnh nhân đến thăm khám do thời tiết thay đổi gia tăng. Với trẻ nhỏ, hầu hết các bé đều mắc các bệnh về đường hô hấp, đường tiêu hóa, sốt virus, tay chân miệng. Còn đối với người cao tuổi, thời tiết nắng nóng cũng đang là tác nhân khiến các bệnh mãn tính tái phát, chủ yếu bệnh lý tim mạch, phổi tắc nghẽn, đột quỵ não và tăng huyết áp. Người cao tuổi mà trong mùa nắng nóng thì người ta khuyên, thứ nhất là mình ăn uống phải ăn chất ăn thức ăn dễ tiêu, hạn chế ăn những cái thức ăn dầu mỡ, chiên xào hoặc là uống nhiều rượu bia. Các chuyên gia y tế cảnh báo, năm nay dịch bệnh sẽ có nhiều thay đổi bất thường, khả năng gây ra nhiều bệnh cảnh nặng nề, nhất là thời gian tới sẽ bước vào cao điểm của nhiều loại bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng. Do đó, người dân cần giữ gìn sức khỏe tốt để tránh nguy cơ bệnh chồng bệnh. Tuy giá trị xuất khẩu tôm giảm khoảng 11%, nhưng sản lượng đã tăng 9% so với năm 2022. Tỷ lệ thiệt hại do khống chế dưới mức 5%. Điều này cho thấy, về cơ bản, vụ tôm nuôi của tỉnh Sóc Trăng đã thành công.
Một trong những yếu tố quan trọng được xác định đó chính là con giống. Bởi theo nhận định của bà con, khi con giống đảm bảo chất lượng đã chiếm khoảng 70% thành công của vụ nuôi. Hợp tác xã nuôi tôm Toàn Thắng xác định con giống chất lượng là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với nghề nuôi. Ngay từ đầu vụ, đơn vị đã chọn những doanh nghiệp sản xuất con giống uy tín có đầy đủ chứng nhận để cung ứng tôm giống. Ngoài việc liên kết bao tiêu đầu ra dễ dàng, thì còn tạo được sự an tâm cho các xã viên trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan. Con giống mà nó tốt thì cái tỷ lệ anh nó đạt cao, thì cái sản lượng anh nó cao thì anh lợi nhuận nó cao. Con giống nó khỏe mà thuốc men anh sử dụng nó cũng ít nữa. Nó đã cái sức đề kháng nó cao rồi. Con giống là quyết định khoảng 70%. Lúc trước thì mình nghĩ là nó 50 thôi, nhưng mà bây giờ là phải 70. Nếu mà con giống mà này, bắt nhầm mà con giống mà nó không có lớn rồi đó thì nuôi lỗ chết luôn. Mỗi năm tỉnh Sóc Trăng cần khoảng 18 tỷ con tôm giống cho hơn 50.000 hectare diện tích ao nuôi. Nhưng khả năng tại địa phương chỉ đáp ứng được một phần, còn lại là nhập nguồn từ các tỉnh. Làm sao để đảm bảo số lượng và chất lượng con giống là yêu cầu được đặt ra đối với địa phương, tức là cần có giải pháp chủ động. Ngành nông nghiệp cũng đã phối hợp với Cục Thủy sản để tổ chức cái hội nghị về cái quản lý chất lượng giống của vụ nuôi năm 2024. Nội dung của cái hội nghị này thì tập trung bàn cái giải pháp để mà chúng ta quản lý con giống, chọn giống làm sao mà tốt nhất, và đặc biệt là cái sự phối hợp giữa các bên, nhà cung cấp giống, rồi người nuôi và các bên có tham gia để làm sao mà chọn được con giống tốt để cho vụ nó tốt hơn. Việc quản lý con giống tại các cơ sở sản xuất phải được thực hiện thường xuyên bởi các cơ quan chức năng. Điển hình như đơn vị này, mẫu đều được gửi đến cơ quan thú y kiểm dịch trước khi đưa đến vùng nuôi. Vì vậy, để đảm bảo chất lượng, quá trình sản xuất tôm giống phải nghiêm ngặt, ngăn chặn các nguy cơ có thể gây nhiễm mầm bệnh trên tôm. Hiện tại đang sử dụng là 100% là tôm bố mẹ là tôm gia hóa, đảm bảo được sạch bệnh từ cái nguồn tôm bố mẹ. Đồng thời cái thức ăn mà khi mà mình đưa vào cho tôm bố mẹ mà sử dụng á, thì mình cũng có hấp tiệt trùng để đảm bảo được thức ăn đó là sạch EHP. Việc chuẩn hóa từ khâu đầu vào giúp người nuôi tôm tiết giảm được chi phí đầu tư, nhất là trong bối cảnh tôm của Việt Nam đang cạnh tranh về giá bán với một số quốc gia có thế mạnh mặt hàng này. Tiếp sau lô tổ yến đầu tiên vào cuối năm ngoái, hai container sản phẩm yến nước chế biến sâu của một doanh nghiệp cũng vừa được làm thủ tục xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Sự kiện đã mở ra những cơ hội gia tăng giá trị cho ngành hàng này ngay trong năm nay. Theo doanh nghiệp, 32.000 hũ yến chế biến sâu đầu tiên đã phải trải qua 3 năm chuẩn hóa về công nghệ. Nhà máy phải đạt chuẩn GMP để đáp ứng yêu cầu của thị trường. Sau lô đầu tiên này, doanh nghiệp sẽ duy trì số lượng 25 đến 30 triệu hũ một năm vào thị trường Trung Quốc. Năm ngoái, doanh thu của các doanh nghiệp yến đã tăng 43% nhờ sản phẩm xuất khẩu chính ngạch. Năm nay, con số này được dự báo sẽ tăng thêm 15 đến 20% nhờ sản phẩm chế biến sâu. Phải coi yến là một vật nuôi mà luật chăn nuôi đã được luật hóa. Nuôi đây không phải là ta là nuôi trồng mà ta khai thác, ta có kiểm soát thì chúng ta mới có thể duy trì phát triển được. Thì hệ thống các nhà yến chúng ta phải có đủ điều kiện. Và sản phẩm yến ra chúng ta phải được tiêu chuẩn hóa và quy chuẩn hóa, và chúng ta phải làm theo được như vậy thì chúng ta mới đảm bảo được, khẳng định được cái thương hiệu quốc gia về yến của Việt Nam. Với việc đa dạng các sản phẩm từ yến, Việt Nam được dự báo sẽ có thêm mặt hàng tỷ đô khi đã có 8 trên tổng số 40 doanh nghiệp đăng ký được phép xuất khẩu các sản phẩm từ yến sang Trung Quốc. Yến cũng đã được xếp vào danh sách một trong 8 loại thực phẩm quý hiếm của Trung Quốc. Trước cơ hội thị trường, Việt Nam đã xếp yến sào là một trong những sản phẩm chăn nuôi đặc biệt. Hơn 10 năm qua, Việt Nam đã triển khai nhiều chính sách thúc đẩy sự phát triển của ngành yến, và mục tiêu đạt tỷ đô là không quá xa. Hiện cả nước có 42 trên 63 tỉnh có nuôi chim yến với trên 22.000 nhà yến, sản lượng tổ yến của Việt Nam khoảng 150 tấn. Liên tiếp từ đầu năm cho tới nay, các doanh nghiệp đã đẩy mạnh các đơn hàng xuất khẩu cũng như tăng cường liên kết đầu tư với người dân để phát triển đàn chim yến. Sắp tới, ngoài những doanh nghiệp được xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn còn tập huấn kỹ thuật cho người nuôi để đảm bảo truy xuất nguồn gốc, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, đáp ứng các tiêu chí cao của thị trường. Với lợi thế có 42 trên 63 tỉnh thành có chim yến, cộng thêm điều kiện tự nhiên thuận lợi, Việt Nam đang có nhiều cơ sở để hình thành một ngành công nghiệp về yến. Tin an ninh trật tự cập nhật. Vào sáng nay, phiên tòa xét xử vụ Vạn Thịnh Phát xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan. Trả lời trước hội đồng xét xử, bị cáo Lan thừa nhận một phần hành vi giống như cáo trạng đã truy tố.
Có một số điểm chưa chính xác, ví dụ như là bị cáo không phải nắm giữ trên 90% cổ phần của ngân hàng SCB, mà bản thân chỉ nắm giữ dưới 5%, mà cụ thể là 4,9%. Nếu tính tổng cổ phần mà gia đình bị cáo nắm giữ thì chỉ khoảng 15%. Còn lại, bị cáo đứng ra bảo lãnh và vận động bạn bè ở nước ngoài nắm giữ khoảng 30%, các bạn bè ở Việt Nam nắm hơn 30%. Giờ tối qua, trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn, đoạn qua xã Phong Sơn, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe khách và một xe tải, khiến hai người thiệt mạng. Nguyên nhân ban đầu xác định là do chiếc xe khách chạy theo hướng từ Nghệ An đi Quảng Trị đã tông vào chiếc xe tải đang dừng đổ bên đường. Vụ va chạm đã khiến hai người tử vong tại chỗ, bốn người bị thương được đưa đi cấp cứu. Tài xế xe tải chưa rõ danh tính đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Còn trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Dây, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị cơ quan chức năng các địa phương xử lý nghiêm tình trạng phá hoại, trộm cắp thiết bị trên cao tốc. Trên hai tuyến cao tốc này đã nhiều lần xảy ra việc người dân tự ý tháo dỡ hàng rào, trộm tấm chống chói, vật tư, thiết bị điện trong hệ thống điện chiếu sáng, gây mất an toàn trong quá trình khai thác. Ngoài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân, xây dựng các biện pháp ngăn chặn tình trạng vi phạm này. Những ngày này, vào mỗi buổi chiều, khu vực đường dẫn lên cầu Sở Thượng 2, phường An Lạc, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, không khí rộn ràng hơn bởi rất nhiều người tập trung về đây để thả diều, đông nhất là vào hai ngày cuối tuần. Hoạt động này phần nào gợi nhớ về ký ức của tuổi thơ, tạo niềm vui cho nhiều người. Tuy nhiên, việc đứng thả diều ngay trên đường lại là đường dẫn lên cầu với nhiều phương tiện qua lại, vừa vi phạm luật, gây ảnh hưởng giao thông, vừa rất nguy hiểm cho chính những người thả diều. Để đảm bảo an toàn cho chính mình và mọi người, người chơi cần tìm nơi phù hợp hơn, như là những khu đất trống, tránh xa đường giao thông và đường điện. Vào chiều hôm qua, Công an huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện gần 30 kg nghi là ma túy trôi dạt vào bờ biển huyện đảo này. Trước đó, sáng cùng ngày, một người dân đến Công an huyện Lý Sơn trình báo và giao nộp hai gói được bọc cẩn thận nhiều lớp ni lông màu xám, có trọng lượng hơn 2 kg nghi là ma túy, được tìm thấy khi người dân đi bắt ốc. Công an huyện đã tiến hành tìm số ma túy còn lại dọc bãi biển Lý Sơn và phát hiện một bao da màu đen, bên trong có 22 gói nghi là ma túy và được gói cẩn thận. Tiến hành cân 22 gói thu tại hiện trường có khối lượng khoảng 26 kg. Công an đã lập biên bản niêm phong tang vật và làm việc với những người liên quan. Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam vừa kết thúc cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm ngoái đến hết tháng 2 vừa qua. Đây là thời điểm cao điểm hoạt động của buôn lậu trên biển với nhiều thủ đoạn tinh vi. Thường xuyên phải duy trì từ 20 tới 25 tàu trực trên biển, hơn 400 lượt cán bộ trinh sát bám nắm địa bàn trong suốt thời gian vừa qua. Khu vực biển giáp tranh giữa các nước là nơi có diễn biến phức tạp nhất về buôn lậu, gian lận thương mại. Chính vì thế, hoạt động tuần tra chung phạm vi hẹp lần đầu tiên được Cảnh sát biển Việt Nam cùng với phía Trung Quốc thực hiện tại vùng biển liền kề giữa Phòng Thành Cảng và Móng Cái. Tương tự, tại các vùng nước giáp ranh khu vực biển Tây Nam, tàu thuyền công vụ cũng được bố trí dày đặc để không bỏ lọt tội phạm. Bên cạnh đó là những hỗ trợ hướng dẫn ngư dân. Khu vực cá hải này, nói chung là cũng được anh em lực lượng Cảnh sát biển tuyên truyền cho các cái vấn đề về phòng chống ma túy. Anh em là hướng dẫn bà con tôi rất nhiệt tình. Tôi rất là cảm động, rất là đồng cảm và chia sẻ với lực lượng cảnh sát biển cũng như với các cái lực lượng mà trực tiếp thực hiện cái nhiệm vụ này. Các anh đã không cái quản ngại khó khăn gian khổ, xa đất liền, xa gia đình, xa vợ con hàng tháng trời mà lên đên trên biển để bám biển. Trong 3 tháng cao điểm, có gần 1.500 lượt tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam bị xua đuổi rời khỏi khu vực vi phạm. 403 vụ việc phạm pháp với 478 đối tượng bị áp dụng các mức độ xử lý từ phạt tiền đến phạt tù. Thậm chí có một đối tượng bị truy nã, trốn trên tàu cá vài ngày cũng bị phát hiện, bắt giữ và đưa vào bờ. Để tổ chức thành công các cái chuyên án, vụ án, chúng tôi phải chỉ đạo làm tốt cái công tác nắm, dự báo, phân tích tình hình. Đặc biệt là cái phân tích, dự báo tình hình. Thì có được cái nội dung này thì mới xác định được là cái địa bàn trọng điểm và các cái khu vực trọng điểm để chúng tôi bố trí sử dụng lực lượng, phương tiện
để tập trung vào đấu tranh có hiệu quả. Gần 100 tỷ đồng là số tiền xử phạt và giá trị tang vật thu giữ trong đợt cao điểm lần này. Bên cạnh đấu tranh với hoạt động phạm pháp, lực lượng cảnh sát biển còn luôn đồng hành với ngư dân, hỗ trợ về kiến thức pháp luật, kinh nghiệm và điều kiện đi biển, để ngư dân vừa tham gia phát triển kinh tế biển, vừa là những cột mốc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Phải đi đến Ninh Thuận xa xôi, người dân miền Tây mới được tận tay cắt, thưởng thức những chùm nho chín mộng. Mà ngay tại đồng bằng này, có rất nhiều vườn nho với đa dạng giống cây để phục vụ người dân và du khách. Một vườn nho tại tỉnh Đồng Tháp sẽ là gợi ý để quý khán giả có thể đến chơi vào dịp cuối tuần. Vườn nho với diện tích gần 4.000 m2 tại huyện Lấp Vò. Nhiều tiểu cảnh để du khách có những bức ảnh ưng ý. Và đây mới là điểm nhấn. Hàng trăm gốc nho đang cho trái, tất cả được trồng ngay hàng thẳng lối, áp dụng công nghệ cao trong khâu chăm sóc. Tại vì đẹp mắt lại vừa ngon miệng nên dù nằm xa thành thị nhưng nơi đây vẫn thu hút được nhiều du khách đến chơi. Trái cây tươi được hái từ trên cây mà đem xuống thì uống rất là ngon. Em định là em mua 1 ký thôi nhưng mà em cắt một hơi một là đầy một gỗ luôn nè. Chị thấy em rất là thích luôn á. Có đến 8 giống nho, từ nho nội địa đến giống nhập ngoại, được chủ vườn trồng thử nghiệm. Ban đầu nhiều người tỏ ra hoài nghi vì cho rằng cây nho khó bén rễ ở miệt vườn. Sau 2 năm, những chùm nho trĩu quả, tươi tốt đã xóa tan mối nghi ngại đó. Đây còn là thành quả của sự đam mê. Vừa mình có thể là thu hút khách, dọn hàng thì mình bán được trái, nghĩa là mình không cần phải qua thương lái. Đấy là cái ý tưởng ban đầu, trồng những loại cây trồng mà nó sẽ phục vụ cho được nhiều đối tượng. Mình cũng không cần phải, mình chủ động được cái nguồn đầu ra của mình á. Mới mở cửa gần đây, nhưng vườn nho đã được nhiều người biết đến. Lúc cao điểm có hàng trăm lượt khách tham quan mỗi ngày. Thú vị hơn là cả du khách có thể tự tay cắt những chùm nho chín mộng, thưởng thức ngay tại vườn. Và làm cái mô hình mà có thu nhập. Thứ hai là giải quyết vấn đề mà bà con mình, những người dân ở đây có việc làm. Và thứ ba nữa là những cái người ở xa sẽ biết quê hương của Đồng Tháp nhiều hơn, biết về huyện Lấp Vò. Tạo thêm nhiều cái mô hình, nhiều cái dịch vụ để mà cho các em nhỏ cũng như là các bà con lân cận các tỉnh về đây để mà có cái khu vui chơi cũng như là những em học sinh gần trường nè, nó sẽ đến đây trải nghiệm. Thành công khi trồng được nhiều giống nho trên vùng đất phù sa, kinh nghiệm có được, anh Thắng sẵn lòng chia sẻ với người dân xung quanh với mong muốn tạo điểm nhấn mới lạ cho quê nhà. Từ đó, người nông dân có thể làm giàu ngay trên chính mảnh đất của mình. Những hình ảnh ấn tượng cùng câu chuyện làm kinh tế với tư duy đổi mới của người trẻ cũng đã kết thúc chương trình trưa nay của chúng tôi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả.